Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tech Cafe. Mình là Vũ Đệ đây. Thì hôm nay mình được may mắn tham dự sự kiện trải nghiệm sản phẩm của Xiaomi. Và trên bàn mình đây chính là Mi 10T Pro phiên bản 5G. Và đây chính là phiên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam. Thì với mức giá 9.990.000 trong ngày mở bắt ở trên Lazada, thì Mi 10T Pro của chúng ta sẽ có những gì? Hãy cùng mình đánh giá nhanh em nói nhé. Về thiết kế, chúng ta sẽ có toàn bộ sẽ là bằng kính, mặt kính lưng phía sau sẽ là mặt lưng kính cũng như là được tráng gương cho cảm giác vô cùng là bóng bẩy. Hai bên sẽ được bo cong nên là cảm giác cầm nắm vô cùng là thoải mái. Tuy nhiên, với mặt lưng kính thì các bạn cũng nên lưu ý rằng khi mà mình để lên trên mặt bàn ở bất kỳ mặt phẳng nào cũng khá là trơn trượt, nên các bạn cũng nên đeo cái ốp lưng mà đã được Xiaomi tặng sẵn ở trong hộp vào để có thể để trên những cái bề mặt phẳng nó sẽ bám hơn và đỡ trơn trượt hơn. Cũng lưu ý thêm một vấn đề nữa là mặt camera nó cũng khá là lồi, nên là khi mà các bạn để lên một số mặt phẳng nó sẽ khá là bập bênh nhé. Khuôn viền thì chúng ta sẽ có một khuôn viền bằng kim loại nhưng mà có thiết kế vô cùng là bóng bẩy. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có được đó chính là nút tăng giảm âm lượng và cũng như là nút nguồn. Thì nút nguồn này có tích hợp luôn cả vân tay một chạm. Phía dưới chúng ta sẽ có được một cái khe chọc sim nè, một cổng USB Type-C, một cái mic và cũng như là loa. Phía mặt trên sẽ là mic và cũng như là Xiaomi vẫn tích hợp ở cho chúng ta là cảm biến hồng ngoại trên con Mi 10T Pro này. Phần mặt trước chúng ta sẽ có một cái màn hình có thiết kế đục lỗ kích thước là 6.67 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Và điểm nổi bật của em nó trong phân khúc giá đó chính là tần số quét lên đến 144Hz. Trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng màu sắc vô cùng là rực rỡ cũng như là độ thu phản cao do màu đen khá là sâu, cũng như là cảm giác nút chạm mượt mà. Quái vật về hiệu năng trong phân khúc giá. Tại sao mình lại nói như vậy? Với mức giá là 9.990.000 ở ngày mở bán trên Lazada ngày 15 tháng 10, hoặc là giá bán lẻ cho phiên bản 8GB 128GB là 11.990.000 và 13.990.000 cho phiên bản 8GB 256GB, thì em nói quả thật là quái vật về cấu hình, vì nó được trang bị một con chip đó chính là Snapdragon 865 cũng như là bộ nhớ RAM lên đến là 8GB và bộ nhớ trong có chuẩn là UFS 3.1 cho tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất hiện nay. Với cái cấu hình như vậy thì chắc chắn mọi tựa game sẽ không làm khó gì được em này, cũng như là trải nghiệm với tác vụ bình thường vô cùng là mượt mà. Trước tiên sẽ tới camera sau, chúng ta sẽ có được camera khá là to ở đây với độ phân giải lên đến 108MP, cũng như bên cạnh đó là camera góc rộng 13MP và camera macro 50MP. Thì với cái bộ camera này chúng ta sẽ có thể quay phim lên đến 8K. Trải nghiệm thực tế mình thấy rằng qua từng thời gian thì Xiaomi đã cải thiện được thuật toán cho ra hình ảnh có màu sắc nó tươi tắn hơn, độ chi tiết cao hơn. Và về phần camera trước, chúng ta sẽ có được camera lên đến độ phân giải là 20MP cho chi tiết cực kỳ là tốt. Và Xiaomi vẫn giữ được truyền thống đó chính là camera nó sẽ có chế độ làm đẹp và cũng như là cà mặt khá là ảo lợi nha. Về dung lượng pin, chúng ta sẽ có một dung lượng pin lên đến 5000mAh cho một cái khoảng thời gian sử dụng vô cùng là lâu. Và để nạp đầy cho viên pin 5000mAh này, chúng ta sẽ sạc bằng cục sạc 33W có sẵn trong hộp mà Xiaomi đã cho chúng ta. Thì với cái cục sạc như vậy thì nó không quá nhanh nhưng mà cũng không quá chậm. Nói chung là thoải mái cho cái việc sử dụng máy. Cái trải nghiệm nhanh Mi 10T Pro 5G thì mình thấy rằng đây là một chiếc máy cực kỳ đáng mua trong phân khúc giá khi được trang bị một con chip đó chính là Snapdragon 865 đến từ nhà Qualcomm, cũng như là viên pin khá là lớn lên đến 5000mAh và đặc biệt là màn hình lên đến 144Hz cho cảm giác vô cùng là mượt mà khi mà bạn vuốt chạm. Còn các bạn cảm thấy Mi 10T Pro như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau.